Kênh Nhóm Nhỏ Nhỏ xin kính chào quý vị và các bạn. Mục Giải Mã Giấc Mơ xin chia sẻ tới quý vị và các bạn nội dung Nằm mơ thấy bị cướp có ý nghĩa gì? Giải thích giấc mơ là một phương pháp thú vị cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và suy ngẫm về tình huống đang gặp phải trong cuộc sống. Lý giải giấc mơ không phải là một kỹ thuật khoa học, tuy nhiên có rất nhiều tài liệu luôn nói về chủ đề này. Và nếu bạn nằm mơ thấy mình bị cướp thứ gì đó thì nó có ý nghĩa gì? Nằm mơ thấy mình bị cướp hoặc các điều tương tự như vậy với những nội dung rộng hơn, nó sẽ có nghĩa là rằng sự bình yên bên trong của bạn, trật tự nội bộ của bạn, sự cân bằng trong cuộc sống của bạn đang bị ảnh hưởng bởi một vấn đề khó khăn nào đó. Nằm mơ thấy mình bị cướp, rõ ràng sự vô thức đang chỉ ra cho chúng ta rằng đang có những tình huống xung đột bên ngoài cuộc sống thực tế có thể ảnh hưởng đến chúng ta về mặt cảm xúc. Ngủ mơ thấy mình bị cướp ngay tại nhà. Ngôi nhà có nghĩa là nơi chúng ta đang nương náu, nơi chúng ta có thể được xem là tổ ấm hay chính bản thân của chúng ta. Do đó, ngôi nhà là sự phản ánh của những thành viên gia đình đang sinh sống ở đó. Mơ thấy mình bị cướp ở nhà có thể có nghĩa là bạn đang là người tạo ra sự mất cân bằng nội bộ và những xung đột ảnh hưởng đến bạn là chính từ nội tâm bên trong bạn, nghĩa là bạn đang cảm thấy không được yên ổn với chính mình. Ngoài ra, nằm mơ thấy mình bị cướp tại nhà của mình cũng có ý nghĩa về sự mâu thuẫn của chính bản thân bạn từ bên trong. Vì ngôi nhà được hiểu như là chính tâm trí của bạn và sự ăn cướp có thể là sự xung đột của bạn với chính bạn. Mơ thấy cướp vào nhà bạn khi bạn đang ngủ. Thực tế là khi chúng ta đang ngủ trong một giấc mơ có nghĩa là chúng ta ít chú ý đến những gì đang xảy ra. Do đó, mơ thấy cướp vào nhà bạn trong khi bạn ngủ có nghĩa là bạn đang bỏ bê những mâu thuẫn bên trong hoặc đang mất cân bằng cảm xúc. Nằm mơ thấy mình bị một người bạn đánh cắp. Bạn bè trong giấc mơ phản ánh một phần của chính chúng ta. Hành vi của họ tượng trưng cho những điều mà chúng ta tự làm với chính mình nhưng bản thân mình không nhận ra. Vậy nằm mơ thấy bị bạn bè cướp của mình có ý nghĩa gì? Nếu mơ thấy mình bị cướp, luôn có nghĩa là sự bình yên nội tâm của mình đã bị ảnh hưởng. Trong trường hợp mơ thấy chúng ta bị cướp bởi một người bạn, điều đó có nghĩa là chính chúng ta đang làm hại hoặc thay đổi chính mình và chúng ta không nhận ra điều đó. Nếu thay vì một người bạn mà người cướp là người yêu của bạn thì việc giải thích giấc mơ có thể thay đổi. Mơ thấy người yêu của mình đánh cắp của mình có thể chỉ ra rằng người này cũng đang có liên quan đến cuộc xung đột với chính bạn. Nằm mơ thấy một người khác bị cướp. Mơ thấy một người khác mà bạn biết bị đánh cắp thì giấc mơ này có ý nghĩa là sự bình yên bên trong của người đó đang bị ảnh hưởng và người này có liên quan đến một số xung đột ảnh hưởng đến sự cân bằng nội tâm và trạng thái cảm xúc của chính họ. Mặt khác, giấc mơ như thế này cũng chỉ ra rằng người đang nằm mơ cũng có thể liên quan đến các tình huống thực tế từ cuộc sống của người xuất hiện trong giấc mơ. Mơ thấy kẻ cướp muốn cướp của bạn nhưng không cướp được. Nếu bạn nằm mơ thấy mình bị đánh cắp nhưng kẻ cắp không thể thực hiện được thì giấc mơ này có thể chỉ ra rằng có một số xung đột, mâu thuẫn có thể làm tổn hại đến sự bình yên nội tâm của bạn, nhưng cuối cùng bạn không bị ảnh hưởng gì vì bạn có thể giải quyết nó. Nằm mơ thấy tiền của mình bị đánh cắp. Nếu bạn nằm mơ thấy kẻ khác lấy tiền từ bạn, thì nó có nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta hãy xem xét những ý nghĩa khác nhau của giấc mơ bị đánh cắp theo như kiểu nội dung này với những đối tượng bị đánh cắp là gì. Nếu bạn mơ thấy mình bị cướp tiền, thì đây là một giấc mơ liên quan đến tài sản hiện bạn đang có. Tiền trong giấc mơ có ý nghĩa đại diện cho cả hàng hóa vật chất và lĩnh vực làm ăn kinh doanh. Do đó, mơ thấy tiền bị đánh cắp có thể chỉ ra rằng nguyên nhân của sự mất cân bằng cảm xúc là kinh tế. Đề cập đến hàng hóa vật chất hoặc môi trường làm việc, nó có thể là trong những lĩnh vực này đang phát sinh xung đột làm tổn hại đến tâm lý bên trong của bạn. Cụ thể hơn, mơ thấy bạn ăn cắp tiền tại nhà có thể có nghĩa bạn là người tạo ra những xung đột này hoặc xung đột là nội bộ nhưng liên quan đến các vấn đề kinh tế, vật chất hoặc nhân công lao động. Nếu bạn nằm mơ thấy tiền bị cướp mất mà số tiền đó không phải là của bạn thì việc giải thích giấc mơ này có thể liên quan đến một người nào đó mà bạn quen biết. Điều đó có thể là bạn đang lo lắng về những xung đột mà người đó đang gặp về khía cạnh kinh tế hoặc lao động. Nằm mơ thấy ví tiền của mình bị đánh cắp. Ngoài tiền, nằm mơ thấy các đồ vật khác bị đánh cắp cũng có thể mang lại cho giấc mơ một ý nghĩa cụ thể nào đó. Ví dụ như trong trường hợp mất ví tiền hay điện thoại di động. Chiếc ví trong giấc mơ có ý nghĩa tượng trưng cho bản sắc của chúng ta, vì trong đó nó chứa đựng rất nhiều thông tin của mỗi người như giấy tờ tùy thân, các bằng lái, thẻ cá nhân quan trọng, hình ảnh tiền bạc,
vân vân, tất thảy đều rất cần. Khi bạn nằm mơ và thấy rằng ví của bạn bị đánh cắp, thì giấc mơ này đang thể hiện nỗi sợ hãi của bạn khi không được người khác nhận ra giá trị của mình. Mặt khác, nếu giấc mơ lại đặc trưng bởi cảm giác lo lắng đáng kể, nó cũng có thể tượng trưng cho nỗi sợ mất mát đáng kể. Chẳng hạn như nỗi sợ cái chết của người thân, của một thứ đáng quý trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu bạn nằm mơ thấy ví của mình bị cướp và bạn lấy lại được, điều đó có thể có nghĩa là kết quả của tình huống hoặc xung đột đáng sợ có một phần tích cực, hoặc bạn có đủ nguồn lực để đối mặt với tình huống hoặc vấn đề đó và có thể bạn sẽ giải quyết được nó. Nằm mơ thấy điện thoại di động của mình bị cướp. Ngoài ví của bạn, nếu trong giấc mơ bạn thấy điện thoại di động của mình cũng bị đánh cắp, thì giấc mơ đó có thể mang một sắc thái khác. Chiếc điện thoại trong giấc mơ nó đại diện cho sự mong muốn được liên lạc với người ở xa. Do đó, mơ thấy điện thoại di động của bạn bị đánh cắp có thể có nghĩa là sự mất cân bằng bên trong của bạn có liên quan đến khoảng cách giữa bạn và người thân. Ngủ mơ thấy xe của bạn bị mất cắp. Trong giấc mơ, chiếc xe tượng trưng cho sự sở hữu được đánh giá cao, biểu thị sự tự do và là một biểu tượng trạng thái. Do đó, mơ thấy xe hơi hoặc xe của bạn bị đánh cắp có thể cho thấy nỗi sợ mất sự công nhận xã hội hoặc tự do cá nhân bị chèn ép. Mặt khác, nó cũng có thể có nghĩa là cuộc xung đột làm thay đổi sự cân bằng cảm xúc bên trong, có liên quan đến vị trí xã hội hoặc tự do cá nhân của bạn. Nếu bạn ngủ mơ và thấy chiếc xe máy của mình bị đánh cắp, thì ý nghĩa của giấc mơ này như thế nào? Chiếc xe máy trong những giấc mơ tượng trưng cho sự cởi mở với những trải nghiệm và cuộc phiêu lưu mới. Nằm mơ thấy một chiếc xe máy sẽ có liên quan đến tuổi trẻ và cảm xúc mạnh mẽ của bản thân. Do đó, mơ thấy xe máy của bạn bị đánh cắp có thể chỉ ra những xung đột ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc cá nhân, kỹ năng mới, trải nghiệm mới. Nằm mơ thấy mình ăn cắp tiền của người khác. Nếu bạn nằm mơ và thấy người ăn cắp chính là mình, thì giấc mơ đang chỉ ra rằng thực tế bạn đang cảm thấy thiếu một chút cảm xúc về vấn đề nào đó trong cuộc sống, rằng bạn không cảm thấy đầy đủ hoặc không được người khác xem xét đúng mức. Ngoài ra, nằm mơ thấy bạn ăn cắp và bị bắt, hoặc bạn ăn cắp của người khác và người khác đuổi theo bạn, có thể chỉ ra một ý nghĩa khác. Sự bức hại trong giấc mơ có nghĩa là một quyết định bất tiện đã được đưa ra cho bạn. Mặt khác, mơ thấy bạn ăn cắp ví của ai đó hoặc bạn lấy một chiếc ví không phải của bạn cho thấy cảm giác bạn đang ghen tị với ai đó gần gũi với bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa xem xong bài chia sẻ giải mã giấc mơ nằm mơ thấy bị cướp có ý nghĩa gì. Hy vọng bài chia sẻ giúp quý vị và các bạn thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng, đồng thời giúp quý vị biết thêm những thông điệp ẩn chứa trong giấc mơ của mình. Quý vị hãy đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ miễn phí. Đồng thời đừng quên nhấn nút chuông để luôn cập nhật những nội dung mới nhất về tin tức sự kiện, những câu chuyện đồng tây kim cổ với những nội dung lịch sử, văn hóa, khoa học, huyền bí từ kênh Ống Nhỏ Nhỏ. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.